hay như người Mỹ, Hoa Kỳ, người Mỹ trắng ấy, người Mỹ bản địa ấy, người ta còn sợ Trung Quốc, không dám đụng độ Trung Quốc. Còn mấy cái ông Việt Nam Cộng Hòa bên đó thì cứ xúi Việt Nam đánh Trung Quốc. Vâng, như vậy là anh đã nhìn ra đúng cái bản chất của họ rồi. Vâng, theo anh thì nếu mà Việt Nam mà chống Trung Quốc ra mặt như những vị Việt Nam Cộng Hòa đó xúi thì hậu quả ở trong nước thì nó diễn ra như thế nào anh? Bà Trâm nói sao mình không có hiểu? Tức là nếu mà Việt Nam mình ở trong nước chống Trung Quốc như lời xúi của mấy ông cờ vàng bên Mỹ thì Việt Nam mình sẽ bị ảnh hưởng như thế nào ạ? Ok, cảm ơn Bảo Trâm lặp lại lần nữa. Theo như mình á, cái đất nước Việt Nam mình á, bây giờ thì không nên chiến tranh, không có chiến tranh. Và đừng có nghe lời xúi người ta. Nhưng mà cái đất nước Việt Nam mình á, bây giờ tại mình ở nước ngoài mình biết cái nước Việt Nam mình á, làm sao á, bây giờ Bảo Trâm ở Hà Nội biết không? Mà nói với nhà nước Việt Nam á, làm sao mà đem cái công ăn việc làm vô từ nước ngoài, từ cái thằng Trung Quốc cũng vậy, đừng có khích mít này nó hết á. Nhưng mà mình phải dùng một cái cách nào mà làm ăn thương mại, đem vô cái công việc vô cái đất nước mình, Việt Nam mình á, để cho người dân họ có công ăn việc làm. Cái đó là mình thấy tốt nhất, cho nên không có nghe lời cái người cờ quàng mà đi đánh Trung Quốc hay là nói cái này cái kia Trung Quốc, nên không có nói. Làm sao mà cái đất nước mình đem cái công ăn việc làm vô hiện tại bây giờ, công ăn việc làm vô cho cái người dân có công ăn việc làm, rồi có cái nguồn thu nhập vô, rồi có công ăn việc làm, có cái đồ ăn cho đất nước Việt Nam mình là tốt nhất. Tại cái đất nước Việt Nam mình ngày xưa cũng có đánh Trung Quốc rồi, Mỹ cũng có đánh rồi, đủ thứ rồi. Bây giờ chỉ có một cách là nghỉ ngơi, thư giãn thôi, đó mà bà con phát triển đất nước đưa lên tầm cao mới, điều đó tốt nhất. Còn đối với mình, mình nghĩ là những cái số cái người mà Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đi qua bên nước ngoài, bên đủ thứ, Mỹ cũng có nè, Đức cũng có nè, Naui cũng có nè, mấy cái người đó theo như mình nhìn ở trong cái, mình cũng có coi trong cái mạng biết không, họ đi đâu họ cứ cầm cái cờ vàng đi giơ lên, cái chuyện nhỏ chuyện lớn cái đó mình thấy giống như là xấu hổ quá đi, làm cho cái người ngộ quốc á. Giống như mình giờ mình nói đi, bây giờ mình nói đi, ngày xưa thằng Mỹ nó với Việt Nam là cộng, là coi như là kêu bằng cùng một phe đi, hay là trong lòng của ông Mỹ nó coi như là cái tụi này đỡ tao xài xong rồi tao vắt tao bỏ không rác, cái đó điều mà mình không biết, trong cái âm mưu mình sao biết được, đúng không? Đó, cho nên mấy cái người đây, mấy cái người Việt Nam Cộng Hòa đi đâu cũng cầm cái cờ vàng theo, là cái điều đó là điều xấu hổ lắm, rất là xấu hổ. Thằng Mỹ nhiều khi nó không nói ra biết không, hay là bên thằng Mỹ, ở nhất là thằng Mỹ nó không nói ra, nhưng mà nó chê bai trong lòng, nó nói cái này là ngày xưa ta xài xong rồi, bây giờ ta đem ta không xài nữa, còn bây giờ mà cầm cái cờ vàng lên làm cái gì, đúng không? Ta đã xài này ta bỏ rồi, ta không xài nữa, mày không biết nhục hay sao, bây giờ mà cầm mày xài, mày lên mày đứng với tao nữa, mày trung thành kiểu đây là mày trung thành gì đâu mà giống như là mà ta không có con hay là cái người trung thành, ta chỉ xài mày ta đem ta bỏ thôi. Cho nên mấy cái người đây nên đừng có đem cái cờ vàng ra nữa, mà làm như vậy nó bị nhục lắm. Nói chung là không có cái đường nào để mà nói hết, rất là tồi bại lắm, rất là tồi bại. Thế anh ấy, tức là người Mỹ bên đó, người Mỹ trắng ấy, nếu người Mỹ bình thường không phải là cựu binh Mỹ, không phải cựu chiến binh Mỹ mà người bình thường thôi, thì họ thấy cầm cờ vàng ve vẩy ở chỗ công cộng thì họ có biết đấy là cái cờ quốc gia nào không anh? Thì thường thường ở bên này, bên nước ngoài thì bên Mỹ này thì có cái chuyện gì họ cũng, ví dụ một cái lãnh đạo bên nước Việt Nam họ đi qua đi thì họ chống đối cái người lãnh đạo bên nước Việt Nam ra, họ cũng cầm cái cờ vàng, nhưng mà cái cờ vàng đó nó không có giá trị nữa và không có còn xài được nữa, phải bỏ thôi, không còn xài được nữa.
Nhưng mà cái những người mà nói cho Bảo Trâm và cái người dân nhà nước Việt Nam nói cho biết luôn, bên ngoài á, mấy cái người đây á là họ nói là cầm cờ vàng đi biểu tình cái người Bắc Việt Nam đi qua bên đây làm công việc gì đó mình không biết, mà nói đại khái đi công việc đi, thì cầm cái cờ vàng cứ chửi cái người lãnh đạo bên nước Việt Nam. Cái đó là một cái sai và một cái bị ổi, theo mình thấy vậy, rất là bị ổi. Nhưng mà cái những cái người cầm cờ vàng á, họ cứ nói là xưng hô họ họ vỗ ngực ta đây là một ở một cái đất nước tự do, rồi những cái người bên nước Việt Nam đi qua đây làm, họ làm một cái, họ làm cái công vụ gì đó hay là họ bàn giao cái gì đó, họ cứ cầm cờ phản đối cái người bên Việt Nam, cái đó rất là tồi tệ và bị ổi. Nhưng mà cái người bên đây cứ tự xưng là tự do, cái điều đó mình thấy là không có đúng. Cái đó là hoàn toàn bị giống như là ngoài miệng á thì nói tự do, nhưng bên trong không có muốn cái người bên nước Việt Nam qua đây, là cái đó cái độc tài chứ không phải là tự do, đúng không? Có nghĩa là cái miệng lưỡi của họ ra là điều vu khống cộng sản, là độc tài, khát máu gì đó, ăn ở không được ta phải bỏ đi. Nhưng mà mấy cái người mà cầm cờ ở đây á là họ ảnh hưởng cái đất nước sở tại họ đang ở, bề ngoài họ nói tự do dân chủ dân quyền, nhưng mà bên trong họ rất ích kỷ và độc tài xảo trá. Thế nhưng mình nghĩ vậy. Vâng, như vậy là anh cũng nói một cái chi tiết như này, tức là những vị gọi là vị cờ vàng bên đó thì cho mình là sống ở sự tự do, nhưng giả sử như những đồng hương như anh Ben Nguyễn mà cầm cờ đỏ sao vàng ấy thì chắc chắn là họ có để yên không ạ? Ok, đó 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 mà nói cho. Vâng, thưa quý vị bạn, chúng ta đang nghe điện thoại của anh Ben Nguyễn, một Việt kiều ở California, điện về cho Bảo Trâm một cuộc điện thoại rất bất ngờ ạ. Vâng, và sau đây xin mời anh Ben Nguyễn ạ. Chắc chắn á, ok, cái câu hỏi của Bảo Trâm nó cũng hơi có lý rồi nha. Nó cũng có lý á, tại vì á Bảo Trâm hỏi mình nếu mà mình ở bên nước ngoài này á là cầm cờ đỏ họ có làm phiền gì không, hay là họ có bù bù theo giống như là bày kiến không, thì mình nói có chứ làm sao khỏi được. Tại vì họ bù tới, ví dụ họ thấy mình cầm cờ đỏ sao vàng đi không, họ bù tới là họ sai, không có đúng. Cái đó là cái độc tài của họ, cái đó là cái xảo trá của họ. Tại vì cái đất nước Mỹ là đất nước Mỹ, nó không phản đối thôi, chứ mấy ông cầm cờ vàng không có quyền phản đối, Đúng rồi. đúng không? Tại cái đất nước là đất nước của Mỹ, nó đúng mà nó đúng ra là đất nước của Mỹ. Còn mấy ông đây á, là chỉ là ngày xưa đi vượt biên rồi qua đây ở thôi, rồi chẳng qua cái đất nước Việt Nam ngày xưa nó chiến tranh không có ai trồng trọt được, rồi không có ai chăn nuôi, bởi do cái tội ác của ngoại quốc, do cái tội ác của Việt Nam Cộng Hòa đem tới, cho nên cái người dân phải thiếu thốn ăn rồi cái bận thôi. Là cái nếu mà mình cầm cờ đỏ sao vàng á là họ phản đối mình á là họ sai, tại cái đất nước đây không không phải là đất nước của họ, họ không có đất nước. Xin thân ái kính chào quý vị và các bạn khán giả của Việt VN. Chúng ta trở lại câu chuyện bị gián đoạn một chút do đường truyền có vấn đề. Vâng, hôm nay vị khách mời rất bất ngờ gọi về cho Bảo Trâm, đó là anh Ben Nguyễn gọi từ California. Xin mời anh Ben Nguyễn tiếp tục câu chuyện đang dở thì đường truyền bị gặp trục trặc. Anh đang nói về cái chuyện mà nếu đồng hương người Việt của mình cầm cờ đỏ sao vàng ở bên Cali thì những người cộng đồng cờ vàng gốc Việt ấy thì họ có phản ứng như thế nào? Mời anh tiếp tục ạ. Thì mình nói Bảo Trâm với người dân trong nước nghe và nhà nước nghe, thì nếu mà cái người Việt bên đây á họ đứng về cái phía bên Việt Nam á, cờ đỏ sao vàng á, tiền vũ khí quân đội này kia, họ nói ok cái này là đất nước của tao, tao bỏ tiền ra rồi quân đội tao, máy bay tao, tàu ngầm của tao, rồi xe tăng của tao, quân đội quần áo mũ cối đồ của tao hết, thì Việt Nam Cộng Hòa không dám hỏi tiếng. Tôi bảo đảm một câu sẽ bị mất nước
sẽ cái đất nước Việt Nam sẽ lọt về cái Tây Ngoại quốc. Việt Nam Cộng hòa không có làm chủ được đất nước. Đó là À, thưa anh Ben, thế thì anh là người ở miền Nam thì và hiện nay đang ở định cư ở Hoa Kỳ ở California, thì anh có nhận xét gì về cái lá cờ vàng ạ? Tức là lá cờ đó bây giờ có giá trị gì với cộng đồng người Việt ở bên đó và với thế giới ạ? Bởi vì những người Việt chống cộng bên đó lúc nào họ cũng cầm lá cờ vàng, kể cả đi ủng hộ tổng thống Donald Trump họ cũng cầm. Thế thì vâng, anh nhận xét gì về cái lá cờ vàng đó ạ? cái chuyện nhỏ hay chuyện lớn gì á, họ cầm cái cờ vàng đó là họ đỡ họ biểu biểu tượng một cái thể chế đó, nhưng mà cái thể chế đó nó không có, nó đã qua rồi, không có ai mà xài lại được hết á. Mà với hơn nữa bị cái người Ngoại quốc họ đã cũng đã xài, họ bỏ rồi, nó cũng đã dù dập lắm rồi, nó cũng tan nát hết rồi, không còn nữa hết á. Nhưng mà họ cầm như vậy á, là đỡ cho giống như có một cái lệ thôi, chứ còn nói về giá trị cũng không có luôn, mà thể chế này thể chế kia cũng không có luôn, mà đại diện cho cái chỗ nào cũng không có luôn. Cái đó hoàn toàn là trái nghịch, không có đúng, họ làm những chuyện sai thôi. Cái đó họ cầm giống như là đỡ, giống như là họ đỡ buồn cái đất nước sở tại họ đang ở thôi, chứ không không có giá trị, mà cũng không có đại diện cho cái gì nữa hết đó. Đó không có còn nữa, cái đó giờ nó đã tiêu tan hết rồi, nó thành tro bụi hết rồi, giờ chỉ có còn cái cờ đỏ sao vàng thôi. Mà đáng lý á, nếu mà không có cờ đỏ sao vàng là sẽ bị mất nước, bị Ngoại quốc nước hút đọt mất. Nhưng mà Việt Nam Cộng hòa rất là trong ngu cũng có, mà u tối cũng có, và làm việc sai cũng có, nó đủ hết á, nó sai đủ thứ hết á. Thì mình nói nha, tại vì có nếu mà chiến tranh ngày xưa là tại vì do cái Ngoại quốc nó viện trợ cho cái người miền Nam, mà khi nó viện trợ xong rồi á, khi mà mình nói ví dụ đi, mà cái người miền Bắc á, mình nói ví dụ miền Bắc thua thua trận đi, mà cái người miền Nam thắng trận á, là cái người Ngoại quốc họ trở đầu liền, họ trở đầu họ nói ok, cái này là đất nước Việt Nam của tao, rồi vũ khí tiền của rồi quân đội tao bỏ ra hết, rồi mày có quyền gì mà nói của mày, thì cái người Ngoại quốc mà nó trở đen thành trắng liền, thì mất nước Việt Nam liền. Cho nên đáng lý bây giờ là cái người Việt Nam Cộng hòa đừng có mộng mơ cái chuyện đó nữa, cho nên phải cảm ơn cái nhà nước Việt Nam mới đúng, cảm ơn cái Bác Hồ mới đúng, nếu mà không có Bác Hồ mất nước, tôi nghĩ như vậy đó. Vâng, và những điều mà người Việt gọi là cờ vàng hay nói đó là quốc hận, tức là ngày mất nước. Nhưng mà ông cụ Huy Hà Vũ tuy là đang lưu vong ở Hoa Kỳ, nhưng ông cụ Huy Hà Vũ cũng đã khẳng định rồi không có chuyện mất nước, bởi vì nước Việt Nam vẫn do người Việt Nam làm chủ chứ không phải ngoại bang làm chủ mà gọi là mất nước, đúng không anh? Cái đó cho mình theo mình nghĩ là nó sai, không đúng không? Cái đó họ nói láo. Không, đấy là ông cụ Hiền Vũ, ông ta cho rằng đất nước không gọi là mất nước là không đúng, bởi vì là vẫn là người Việt Nam làm chủ chứ chứ không phải người ngoại bang, nên là không gọi 30 tháng 4 là quốc hận. Cái đó là cái ông cụ Hiền Vũ ông nói vậy trong một cái cuộc hội thảo cách đây 7 năm á. Đó, còn những người Việt Nam Cộng hòa hay những người chống cộng cờ vàng họ vẫn cho rằng là quốc hận. Thế thì anh có ý kiến gì về cái từ quốc hận họ dùng ở đây ạ? Mời anh. Cái ông cụ Huy Vũ, ông nói cái đó đúng á, tại cái đất nước Việt Nam mình á là cái người Việt Nam làm chủ, không có nói mất nước được, cái đó là sai. Mấy cái người mà chống chống phá nước Việt Nam á, họ nói nước Việt Nam bây giờ mất nước là sai, không đúng. Cái nước Việt Nam bây giờ nhà nước đang làm chủ đất nước, và 97 triệu dân người Việt Nam đang làm chủ đất nước. Mà bên này tại vì nó đổ lỗi, nó đổ tội ác cho bên phía Việt Nam. Nó nói cái đó là hoàn toàn bị do trá. Tại vì mình nói ví dụ á, cái nước Việt Nam á là bây giờ chẳng hạn như Mỹ nó làm chủ á, thì nó nói mất nước thì đúng, chứ mà còn hay là cái người mà nói ví dụ Trung Quốc hay là Nhật đi, hay là Lào, nó làm chủ nước Việt Nam thì nó mất nước thì đúng.
Nhưng mà cái nước Việt Nam bây giờ, hiện tại bây giờ cái người Việt Nam làm chủ đất nước Việt Nam là cái đó không có xài cái câu mất nước được. Tại cái tụi bên này nó ăn bậy, nó nói dối trá, lời nói của nó đều hoàn toàn là xảo ngôn, không có đúng, sai, không có đúng. Vâng, thế anh Ben ơi, từ hồi anh sang Mỹ thì anh đã về Việt Nam lần nào chưa ạ? Mình về chắc cũng 4-5 lần gì em, nhưng mà lâu mà cũng quên, 4-5 lần gì. À vâng, thế lần mới nhất anh về là năm năm nào ạ? Khoảng hồi năm năm cách đây 7-8 năm mình có về 1 lần, khoảng năm 2015 á. Rồi trước đó có về, rồi năm 2010, năm 2015 về 1 lần. Rồi trước đó nó về, tại mình không nhớ nữa, không nhớ. Vâng, thế khi anh về thì ấn tượng đầu tiên đập vào mắt anh ý, đất nước Việt Nam mình là như thế nào? À, đất nước Việt Nam mình hả? Vâng, đất nước Việt Nam. Anh về lần đầu tiên thì anh thấy là ấn tượng cái gì nhất ạ? Bất ngờ cái gì nhất ạ? Ồ, bất ngờ nhất hả? Bất ngờ nhất á là tại vì hồi mình đi qua bên nước ngoài này á, là lúc đó đất nước Việt Nam mình có xe đạp không à? Vâng. Rồi mình đi khó à, thì mình cỡ cái chuyện này thất cường lắm. Thì trước khi mình đi ra bên nước ngoài á, thì lúc đó nhà mình rồi trong đất nước Việt Nam toàn là xe đạp không à, thì cũng có 1-2 xe máy xe rim là thôi. Mà mình đi 15 năm sau gì á, thì mình vừa bước xuống phi trường Tân Sơn Nhất á, thì mình thấy mấy cái người đó trong đó họ làm việc á, thì nó dùm đầy xe máy hết. Ô, lúc đó mình dụi con mắt của nó, trời ơi, cái chuyện này chuyện thiệt ơi, giỡn quá trời, giả vậy. Ô, lúc đó mình bước đi ra mình thấy wow, xe con rồi xe giống như là 12 chỗ ngồi, rồi xe giống như xe 40 chỗ ngồi, rồi xe máy nó dựng đầy hết chỗ trong trước cái chỗ mà Tân Sơn Nhất á, cái chỗ đậu xe á. Wow, mình thấy đất nước wow, thấy mất hồn luôn. Mà mình cứ tưởng là cái chuyện đây là giống như là giả tạo vậy á, nhưng mà không phải, nhưng mà cái sự thật. Ô, nó dựng xe máy đầy hết luôn, mà hầu mình đi thì không có xe máy, chỉ có xe đạp thôi. Rồi khi mà mình đi đón xe từ từ Sài Gòn về nhà thì thấy hầu kia thì nhà dán, mà bây giờ toàn là nhà xây không. Ô, mình thấy cái đó mình làm cho mình rất là thích thú, giống như mình lọt vô một cái cảnh giống như là tự nhiên tự tại vậy đó. Thấy mọi thứ nó đổi biến khác hết. Xe máy thậm chí một nhà có 2-3 chiếc xe máy. Ô, mình thấy mình rất là ngưỡng mộ cái đó, nó biến đổi rất là nhanh, thế rất là mình thích. À rồi, như vậy là khi anh đi thì thấy toàn xe đạp, lúc anh về Việt Nam thấy toàn xe máy, cái điều đó là anh mất hồn. Còn bây giờ anh về thì xe hơi nhiều lắm, và thậm chí có những cái con đường ấy là chỉ có xe hơi thôi, không có xe máy anh ạ. Yeah. Vâng, và anh lúc đó anh trở về anh thấy cảnh ở Việt Nam, kể cả những người bà con quen biết thì anh thấy là họ đã thay đổi, nhất là nhân viên ở sân bay đã thay đổi khi mà về đời sống vật chất của họ được cải thiện, đúng không anh? Vâng. Thế thì, anh có thấy mình bị lạc hậu trong suy nghĩ như vậy không ạ? Có chứ. Thì hầu kỳ mình đi á, thì mình đi á, thì lúc đó cái món ăn đồ nó thiếu thốn. Thì khi mình về tới nhà rồi á, thì có một cái thằng em đó, thằng em cũng bà con thôi à, nó mới kêu mình đi ăn nhà hàng. Tôi nói ủa, hầu kia mình đâu có biết ăn nhà hàng ta, Việt Nam mình nhỏ, mình lúc đó mình còn nhỏ không, chứ hơn nữa không có tiền để ăn nhà hàng. Thì nó mới kêu mình vô ăn nhà hàng, thì nó nói anh cứ ăn đi, bây giờ thời đại bây giờ không phải như ngày xưa anh ở đâu, anh ăn cái gì cũng có hết á. Đỡ tôi kêu cho anh ăn thịt đồ cũng có, rồi chẳng hạn như trứng cái này kia đầy đủ lắm, chứ không phải giống ngày xưa thời kỳ anh ở đâu phải ăn, anh ăn phải mì, bây giờ không có nữa. Thì nó kêu mình ăn, rồi thấy vật chất Việt Nam giờ ăn nó đầy đủ, thịt cá gạo đồ. Ngày xưa mình ở thì gạo ăn cũng không đủ đâu à, khi mình đi mười mấy năm sau về mà gạo ăn cũng trắng không có còn ăn cũng độn, không có còn trộn với khoai lang với phân mì,
không có bo, không có còn nữa. Bây giờ là coi như là mình đi mười mấy năm thì ăn cơm trắng không, đất nước nó biến đổi hết. Thì bà con ở nước Việt Nam bây giờ ai cũng có ăn đồ ngon đầy đủ vậy đó, vậy thôi. Dạ vâng. Thế thì rõ ràng là đất nước đã có nhiều đổi mới như vậy. Thế nhưng những cái người mà chống cộng ở bên Hoa Kỳ ấy, anh, hình như là họ không muốn biết điều đó. Hoặc là họ không biết nên là họ vẫn cứ nghĩ là ở Việt Nam bây giờ nhiều khi vẫn còn đói nghèo hoặc là khổ lắm. Và họ có cái thái độ là như kiểu mình là Việt kiểu Mỹ đi anh. Tiếp cận được cái văn minh ấy, mà họ thì không về nước nên họ không biết được điều đó. Ở trong nước bây giờ nhiều đồ đắt tiền, xe hơi sang trọng, cái gì cũng có hết này anh. Thậm chí nhiều khi ở thành thị thấy còn giàu hơn cả người Việt mà biết ở bên Mỹ anh. Cái đó là những bạn bè em ở bên Mỹ người ta thừa nhận vậy ạ. À? Nhưng mà khi mà về Việt Nam, về Hà Nội tiếp xúc với em và với những bạn bè em ở Hà Nội, họ nói thật ý là các ông ở đây như này có khi còn giàu hơn nhiều người gốc Việt của chúng tôi bên Mỹ. Thì ok, thì mình thấy nước Việt Nam bây giờ ăn đồ ngon, bận đồ đẹp, rồi đi một nhà thì có hai ba xe máy thì rất là tiến bộ, không có thua kém gì hết. Không có còn đói nghèo như ngày xưa mà bị Việt Nam Cộng Hòa đem Ngoại quốc vô đỡ mà tàn sát đất nước, bà con phải chịu đói chịu khát. Cái đó là do cái tội ác của Việt Nam Cộng Hòa và tội ác của Ngoại quốc. Việt Nam Cộng Hòa đem vô một cái chế độ giống như là bị cầm quyền, đem vô những chuyện xấu và chuyện ác, trấn áp cho nước Việt Nam phải đói nghèo. Bây giờ thì đất nước Việt Nam thì không có còn chiến tranh, không có còn lửa đạn nữa, cũng phát triển và tấn công lên công ăn việc làm và mở, ai cũng có trí tuệ hết. Đất nước giờ thái bình, quốc thái dân an hết rồi, ai cũng có công ăn việc làm, ai cũng có nhà cửa, chứ không có ở giống như ở nhà thuê nhà mướn như như bên nước ngoài. Ở bên nước ngoài thì còn đi làm á thì còn ở nhà, còn không đi làm thì ra đường ở, không không có nhà ở. Còn ở Việt Nam thì tôi thấy nước Việt Nam thì tuy nhỏ nhưng mà nhà nước Việt Nam chơi chơi đẹp lắm, chơi sọc lắm, cầm dám cầm một miếng đất, dám cầm một mà cầm một miếng ruộng, cái nhà cho nhà tình thương, chứ còn ở bên nước ngoài thì nó không dám, không dám cho kiểu đó. Đất thì rộng, bề ngoài thì mở miệng thì dân chủ dân quyền tự do, nhưng mà bên trong bị giống như là bị kiềm chế vậy đó, không dám cầm một miếng đất cho người dân sống nữa mà. Nhưng mà cái nhà nước Việt Nam thì đất thì nhỏ, nước thì nhỏ, nhưng mà trong lòng họ chơi chơi hay, rộng lượng, cầm cái nhà cho người dân ở, những người nào khổ khó khăn cho luôn đó. Thì tôi thấy đất nước Việt Nam bây giờ tự do, bên ngoài cũng tự do, bên trong cũng tự do, nhưng mà bên nước ngoài thì nói cái miệng thì mở miệng ra thì dân chủ, nhưng mà bên trong thì còn làm thì còn nhà ở, còn thất nghiệp cái đi xin đi lùm lon trả tiền nhà, thậm chí đời sống phập phồng lo sợ, không biết cái không có nhà ở khi nào hết, nó núp rình đằng sau rất là hồi hộp. Cho nên cái người nước ngoài họ bị điếng hồn điếng vía, họ giống như có cái xác mà không hồn vậy đó. Lúc nào họ cũng nói là bên nước ngoài là tự do nói như nói, nhưng mà không phải vậy. Tôi thấy ở bên Việt Nam cái người tự do họ ăn nói hay hơn, tự do hơn. Chẳng hạn như mấy cái người thanh niên rồi mấy người nữ bên Việt Nam họ nói gì họ nói, nhưng mà bên đây bên bên Mỹ thì ưa ưa cái vu khống những chuyện sai trái, không có đúng, tôi thấy không có đúng. Dạ, vâng anh. À, ở Việt Nam ấy có nhà tình thương, tức là nhà cho người nghèo và bao gồm cả những người lính nguy cũ, lính chế độ cũ mà nghèo thì cũng được cấp nhà tình thương anh ạ. Vâng, cảm ơn anh đã nhìn ra vấn đề đó. Họ cấp nhà tình thương luôn, và kể cả nhà tình thương như này này là người ta có thể được quyền bán trong những tình huống cụ thể mà phải xin phép cái nơi mà cấp nhà tình thương cho mình ấy. Đấy, ví dụ như là chuyển nhà,
hoặc là cái người được cấp nhà tình thương hoặc qua đời thì con của họ có thể bán để chuyển nhà hay để bán để phục vụ cái nhu cầu cá nhân. Đó là cái chịu chơi hơn nước Mỹ mà anh vừa nói đấy. Cảm ơn anh đã phát hiện ra vấn đề và nói rất là công tâm ạ. Thế chúc anh bên Nguyễn, một Việt kiều ở Cali, luôn mạnh khỏe và luôn hướng về quê hương đất nước anh nhá. Và cũng anh cho biết anh không tham gia các hội đoàn chống cộng bên kia thì bảo trọng rất là vui rồi. Xin cảm ơn anh Ben Nguyễn. Dạ mời anh. Bên Mỹ này mà mình nói thật câu, nếu mà ăn chơi kiểu giống Việt Nam á, rồi một ngày ăn ba quân, rồi sáng dậy ăn sáng, rồi trưa ăn trưa, rồi tối ăn tối, rồi tối uống cà phê. Bên Mỹ mà làm kiểu đó giống như Việt Nam, bên Mỹ tôi bảo đảm một câu, ra đường ở được, tiền đâu trả tiền nhà, ăn kiểu đó tiền đâu trả tiền nhà. Đúng rồi anh. Hả? Cái này là chuẩn luôn. Còn ở bên Việt Nam tôi nói ví dụ thôi, nói cho Bảo Trâm nghe thôi, nói thẳng vô cho nhà nước nghe luôn, ok. Cho nên nhà nước Việt Nam phải nở mặt nở mày, cậu đúng, ok. Nước Việt Nam nó ăn cái kiểu đó, nó có nhà ở. Còn bên Mỹ này ăn cái kiểu đó, bảm đảo tháng sau đi ra đường ở liền, nhà đâu ở. Vâng, thưa bạn đang nói chuyện thì cuộc gọi của chúng tôi gián đoạn, nên là Bảo Trâm xin tạm dừng cuộc trò chuyện ở đây. Và xin chân thành hẹn các bạn những video sau. Gặp lại anh Ben Nguyễn ạ.